Chị ba có qua với tụi bay. Chị ba trong gia đình là tiểu đâu. Nguyên qua đi bắt đầu che vô kìa, che con che lại à, con ấy xíu vô con che lại cái này. Ông Nguyên á là ông đủ. Nhanh lên. Nhanh kéo lên. Ê xíu vô xíu vô. Chí mập nè. Mập đâu? Mập đâu? Ê chừng có nói dụng tiếng được không anh? Một. Em 1, 2, 3 đúng rồi. Em 1, 2, 3 thả tim. Chị tiến được rồi. Đi ngủ quá vậy. Rồi hôm nay là 8 tháng 3. Bắt đầu đón nhận đây nha. Tiền nè. Chúc mày, chúc mày. Ờ, con Mỹ với xuống nó lấy bánh nè. Cái nào? Xin để bò nó kêu bướm. Đây nè. Thảo nè, anh Thanh á là nhận cho vợ nè, lại đây. Dạ. Đi gửi cho My nè. My đây. Quay ngược lại nè. Em thấy chữ Thảo không? Ngọc Mai nè, vợ Tí nè. Tí, vợ Sơn nè. Tiểu Lâm. Tiểu Bụng. Nhật Nguyên nè, con với vợ con. Cho con với vợ con. Chào mẹ. Còn Mỹ nè, Mỹ nè, chúc con ơi nhận giùm cho Mỹ đi. Rồi. Rồi bây giờ là 8 tháng 3 đó, ai tặng gì lên cho mẹ nè, trời ơi. Ủa, bé tiền dặn tặng cho mẹ gì nè? Con bé tiền hả? Nè. Dạ, con tặng mẹ cái túi. Rồi đây, rồi đây. Giúp con. Rồi, cái nào của vợ chồng ở Nhật Nguyên đâu? Mẹ mới tặng mẹ gì, rồi lên tặng mới để xuống nè. Đại diện luôn hai cái. Thôi thầy cho ông được tặng gì? Hết gì vậy? Rồi Nhí với bò Bưng cái đó là của mẹ nè. Ê ơi, mấy đứa con tặng mẹ, còn công ty này ngồi thanh ha. Thôi chị đi chị ơi, chị đại diện đi, chị lớn đại diện đi. Nè, đây là dâu lớn đại diện. Dâu lớn wow. Đại diện. Wow, ông kia là của ông Thanh hồi ý là của ông Tiên, đồ dân công ty. Wow. Khỏe, khỏe hồn quá. Rồi lấy cái này tới này của công ty nè. Thôi để công ty đi dịnh vậy rồi. Rồi cắt bánh nè, mấy đứa là cắt bánh đây, bu lại chụp hình cắt bánh đây, mấy đứa dân công ty nè. Ai là phụ nữ nè. Nè, áo vàng lên cắt bánh đi. Tèn 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 tèn. Ông muốn tặng gì? Đi lên đi kìa. Nè, lên cắt nè, xuống nhau 1 2 3 nè, để áo vàng xuống lại. Để lấy cắt nè, đưa lại. Rồi xung quanh rồi chụp. Trời ơi, trời ơi. Ê vô. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, đây
Nhảy bận hơn à. Để vô vô. Cái này ngon lắm. Em mất cái xúc cái này. Cười 8 tháng 3 quậy đi. Phụ nữ dùng lên lấy dao quậy. Bà nào đưa ra hả?